bản tin sáng 14 tháng 6. Na Uy sẽ bàn giao đạn của súng phóng lựu cho Ukraine. Canada sẽ gửi hơn 2.000 hỏa tiễn CRV-7 tới Ukraine. Nga sẽ can thiệp bầu cử Mỹ để giảm sự ủng hộ cho Ukraine. Dự đoán 756.000 người Sudan đối mặt nạn đói trong những tháng tới. UAE ủng hộ Mỹ hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn của Trung Quốc. Biển Đông hay eo biển Đài Loan nguy hiểm hơn khi Trung Quốc đang hung hãn? Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng thứ 6 ngày 14 tháng 6. Ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy, Bjørn Ekholm, Na Uy sẽ chuẩn bị gói viện trợ mới trị giá hàng chục triệu euro cho Ukraine. Đặc biệt, nó sẽ bao gồm đạn cho súng phóng lựu. Bộ trưởng lưu ý, nhu cầu đạn dược của Ukraine rất lớn và cấp thiết. Ukraine có vũ khí nhưng không có đủ đạn dược. Vì vậy, Na Uy đang cung cấp cho Ukraine đạn cho súng phóng lựu với số tiền khoảng 42 triệu euro. Ông Ekholm nói, Ukraine có nhu cầu rất lớn về tất cả các loại đạn dược và nước này đã yêu cầu cụ thể những gì chúng tôi đang gửi ngay bây giờ. Na Uy gần đây cũng tặng Kyiv lựu đạn cầm tay trị giá khoảng 4,7 triệu euro và đạn bắn tỉa trị giá 260.000 euro. Bộ trưởng nói, có những nhu cầu rất lớn và chúng tôi đang cố gắng kiên trì trong một trận chiến khó khăn vì Ukraine. Nga là mối đe dọa chính đối với an ninh Na Uy và châu Âu. Họ đã tấn công một quốc gia láng giềng hòa bình. Rõ ràng Ukraine đang đấu tranh giành độc lập cho sự tồn tại của chính mình. Nhưng đó cũng là cách phòng vệ cho châu Âu để cuộc xâm lược của Nga thất bại. Vào tháng 4 có thông tin cho rằng Na Uy đang lên kế hoạch tăng viện trợ đáng kể cho Ukraine. Số tiền vẫn chưa được xác định và sẽ được thảo luận trong thời gian tới. Trong một động thái khác, Bộ Quốc phòng Canada hôm 13 tháng 6 cho biết Canada sẽ gửi lô hàng đầu tiên gồm hơn 2.000 hỏa tiễn CRV-7 tới Ukraine, vốn đã ngừng hoạt động trước đó. Nước này cũng sẽ cung cấp hộp đạn cho vũ khí nhỏ và hệ thống điều khiển từ xa. Trước đó, chính phủ Canada cho biết họ dự định bắt đầu cung cấp hỏa tiễn trong những tuần tới. Được biết, Canada có hơn 83.000 hỏa tiễn như vậy, không còn được sử dụng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Bill Blair cho biết trong cuộc họp của nhóm liên hệ về quốc phòng Ukraine theo dạng thức Ramstein rằng nước ông cũng sẽ cung cấp 29 hệ thống vũ khí điều khiển từ xa, Nanus và hơn 130.000 hộp đạn cho vũ khí hạng nhẹ. CRV-7 là hỏa tiễn hàng không không điều khiển, cỡ 70mm do Canada phát triển với phần đuôi phức tạp. Nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất. Những hỏa tiễn này cũng được coi là vũ khí thời chiến tranh lạnh vì chúng được tạo ra từ những năm 1980. Hỏa tiễn CRV-7 có thể được sử dụng để trang bị cho các máy bay trực thăng có sẵn trong lực lượng vũ trang Ukraine. Canada đã cung cấp vũ khí, viện trợ tài chính và nhân đạo. Canada cũng tham gia huấn luyện quân đội Ukraine. Có thông tin cho rằng Canada sẽ gửi 4 xe chiến đấu bọc thép tới Ukraine để sơ tán những người bị thương. Kyiv sẽ nhận được 50 xe như vậy. Theo hãng tin Bloomberg hôm 13 tháng 6, ngày càng nhiều đối thủ của Hoa Kỳ, dẫn đầu là Nga, tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 với sự trợ giúp của các công ty thương mại được thuê và sử dụng trí tuệ nhân tạo tổng hợp. Các quan chức từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, người phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết, Nga đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong chu kỳ bầu cử này. Những người đối thoại với nguồn tin nói rằng Moscow có thể coi cuộc bầu cử là cơ hội để đạt được các mục tiêu rộng lớn hơn của mình, đó là làm giảm các nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine, làm suy yếu niềm tin vào các thể chế dân chủ vào Hoa Kỳ nói chung. Các quan chức cho biết thêm, cộng đồng tình báo hy vọng Nga sẽ lợi dụng sự chia rẽ xã hội ở Mỹ, bao gồm cả các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đại học. Nguồn tin cho biết, Iran có ý định đóng vai trò là tác nhân gây hỗn loạn trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, gieo rắc xung đột nội bộ và thậm chí thúc đẩy bạo lực. Đồng thời, các quan chức cho biết, chính quyền Trung Quốc đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn và nhận thức được phản ứng dữ dội tiềm ẩn có thể xảy ra với việc can thiệp bầu cử. Ra mắt vào tháng 9 năm 2022, Trung tâm Ảnh hưởng độc hại nước ngoài của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ
sẽ tìm cách chống lại những mối đe dọa này thông qua phân tích truyền thông. Vào tháng 4, công ty Microsoft đã thông báo rằng các chiến dịch trực tuyến của Nga nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Hoa Kỳ đã tăng cường trong 45 ngày qua. Tình báo Mỹ coi Nga là mối đe dọa nước ngoài lớn nhất đối với bầu cử Mỹ. Tòa Bạch Ốc bày tỏ lo ngại về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Chuyển sang những thông tin khác. Ước tính 756.000 người ở Sudan có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng vào tháng 9. Theo dự báo sơ bộ được các cơ quan và các nhóm viện trợ của Liên Hợp Quốc sử dụng để xác định xem có nên chính thức tuyên bố nạn đói hay không. Các kết quả sơ bộ tính đến ngày 1 tháng 6 phản ánh tình hình đang xấu đi nhanh chóng ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Dự báo gần đây nhất được công bố vào tháng 12 cho thấy 17,7 triệu người, tương đương 37% dân số phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao, nhưng không có trường hợp nào bị coi là rơi vào tình huống nghiêm trọng. Hiện nay, ước tính có khoảng 25,6 triệu người, tương đương 54% dân số phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng, trong đó có hơn 9 triệu người đang trong tình trạng khẩn cấp hoặc tệ hơn. Dự báo mới nhất chỉ là sơ bộ và có thể thay đổi. Nó sẽ cần có sự chấp thuận của chính phủ Sudan do quân đội kiểm soát và các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Chính phủ trước đây đã phủ nhận đất nước đang trải qua nạn đói. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp IPC, cơ quan phân tích dữ liệu về tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng, hy vọng sẽ công bố một báo cáo về Sudan trong vài tuần tới. Tại Sudan, giao tranh nổ ra ở thủ đô Khartoum và vào tháng 4 năm 2023 và nhanh chóng lan rộng khắp đất nước, khơi lại cuộc đổ máu sắc tộc ở khu vực phía tây Darfur và buộc hàng triệu người phải chạy trốn. Cơ quan di cư Liên Hợp Quốc cho biết trong tuần này rằng số người phải di tản trong nước ở Sudan do xung đột hiện tại và trong quá khứ đã vượt quá 10 triệu người. Đất nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng di rời lớn nhất thế giới. Tháng trước, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng cho biết Sudan đang có nguy cơ xảy ra nạn đói. Theo một tuyên bố chung của những người đứng đầu Liên Hợp Quốc, bao gồm cả cao ủy nhân quyền, khoảng 3,6 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Trong một thông tin khác, hôm 11 tháng 6, các quan chức của chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập UAE đã thảo luận về các chủ đề liên quan đến các hạn chế của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu chất bán dẫn của Trung Quốc và nói rằng những lo ngại của Hoa Kỳ là có lý. Ai Olaba, Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo và Kinh tế Kỹ thuật số UAE, nói với giới truyền thông rằng nước này tin Hoa Kỳ có quyền lo ngại về việc Bắc Kinh chuyển giao công nghệ chip tiên tiến. Ông nói với hãng tin Bloomberg rằng bất kỳ quốc gia nào có đối thủ đều sẽ cân nhắc điều này, và hóa ra UAE là đối tác chiến lược của Hoa Kỳ. Bài báo chỉ ra rằng chính phủ UAE có ý định hợp tác với Hoa Kỳ để phát triển và củng cố ngành công nghiệp chip. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã tăng cường giám sát Bắc Kinh nhằm ngăn chặn việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng công nghệ bán dẫn tiên tiến để tăng cường sức mạnh quân sự. Tại Trung Đông, Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu chip từ các nước Trung Đông. Một trong những nguyên nhân là lo ngại sản phẩm công nghệ chip sẽ rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Orama đề cập rằng UAE đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ để trở thành quốc gia sản xuất chất bán dẫn tiên tiến trong tương lai. Nước này gần đây đã đầu tư quy mô lớn vào ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn, đồng thời đang chuẩn bị cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh trong lĩnh vực này để xoa dịu mối lo ngại từ chính quyền Mỹ. Vào tháng 4 năm nay, Microsoft đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào G42, công ty AI hàng đầu ở UAE, và các cuộc đàm phán bao gồm việc từ bỏ công nghệ Trung Quốc. Microsoft cũng là nhà đầu tư lớn nhất vào OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT. Với tiền đề này, G42 đã công bố hợp tác với OpenAI để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty Mỹ tại khu vực vùng vịnh. Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo và Kinh tế Kỹ thuật số UAE cho biết, thỏa thuận của UAE với Microsoft cũng như sự hợp tác của nước này với Hoa Kỳ là sự tiếp nối của một loạt bảo đảm được đưa ra bởi chính quyền. Trong một động thái khác, thưa quý vị, Trung Quốc đang hung hãn ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, và Liên minh Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran cũng khiến các nhà quan sát lo ngại rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bắt đầu một cuộc chiến dưới vỏ bọc là cuộc chiến Nga-Ukraine và sự hỗn loạn ở Trung Đông. Các học giả gần đây đã thảo luận về điểm nóng nào nguy hiểm hơn, Biển Đông hay eo biển Đài Loan. Ở Biển Đông,
các xung đột giữa chính quyền Trung Quốc và Philippines trên bãi cạn Cỏ Mây, bãi cạn Scarborough và bãi cạn Escoda đang cùng lúc gia tăng. Bắc Kinh sẽ chính thức thực hiện lệnh cảnh sát biển số 3 bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, cho phép cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ những người nước ngoài bị nghi ngờ vi phạm quản lý xuất nhập cảnh của Trung Quốc. Theo phóng viên Hàn Mai của báo South Hope, điều này được hiểu là Bắc Kinh sẵn sàng bắt giữ ngư dân Philippines đi vào bãi cạn Scarborough cũng như các đảo và dạng san hô khác ở Biển Đông bất cứ lúc nào. Chính quyền Trung Quốc hiện đã công bố lệnh cấm đánh cá kéo dài 4 tháng ở Biển Đông từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 9 và gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, được coi là nỗ lực nhằm đe dọa Philippines và mở đường cho lệnh cảnh sát biển số 3. Philippines phản ứng mạnh mẽ trước hành động khiêu khích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được và đã đặt ra làn danh đỏ rõ ràng. Nói rằng nếu một người Philippines bị giết, điều đó sẽ rất gần với những gì Philippines định nghĩa là một hành động chiến tranh. Bob Savic, thành viên cấp cao tại Viện Chính sách Toàn cầu ở London, tuần trước đã đưa ra một bài báo cảnh báo rằng Thế chiến thứ ba giữa Mỹ và Trung Quốc có thể nổ ra ở Biển Đông. Chuyên gia Savic tin rằng, sắc lệnh cảnh sát biển số 3 có thể trở thành điểm châm ngòi cho cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Trung Quốc và Mỹ, nếu Philippines buộc phải yêu cầu viện trợ từ Mỹ. Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines, có thể hình dung rằng các tàu tuần duyên của Trung Quốc sẽ nhanh chóng đối đầu với các chiến hạm Mỹ duy trì quyền tự do hàng hải trong khu vực. Chuyên gia nói rằng Washington và Bắc Kinh phải bảo đảm rằng những thảm kịch tương tự như những thảm kịch đã gây ra Thế chiến thứ nhất năm 1914 sẽ không lặp lại vào cuối tháng 6 năm 2024 hoặc bất kỳ lúc nào trong tương lai. Andrea Kloyoan, nhà nghiên cứu tại Viện các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một tổ chức tư vấn của New Zealand, nói với đài VOA rằng Biển Đông hiện nay dễ xảy ra xung đột hơn ở eo biển Đài Loan, có thể do phán đoán sai lầm. Tuy nhiên, Oriana Scala Macho, chuyên gia và là nhà nghiên cứu chiến lược quân sự Trung Quốק tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spaulding thuộc Đại học Stanford, nói với đài VOA rằng khả năng Thế chiến thứ ba bùng nổ ở Biển Đông. Quân đội Trung Quốc từng nói với nhà nghiên cứu chiến lược quân sự Macho rằng lý do duy nhất khiến họ không tuyên bố quần đảo Trường Sa là biển nội địa là vì Bắc Kinh không có năng lực thực thi luật pháp. Chuyên gia Macho cho rằng eo biển Đài Loan vẫn nguy hiểm hơn Biển Đông. Nếu một cuộc đối đầu quân sự sắp nổ ra ở Biển Đông, Bắc Kinh có thể tìm cách dập tắt chiến dịch của mình và giảm bớt rủi ro. Đồng thời Trung Quốc tin rằng họ có lợi thế quân sự cục bộ ở eo biển Đài Loan. Cựu trung tá hải quân Trung Quốc Diêu Thành nghiêng về khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bắt đầu một cuộc chiến ở eo biển Đài Loan. Trong một chương trình diễn đàn Tinh Hoa cách đây vài ngày, ông Diêu nói rằng việc Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dám đưa ra lời đe dọa tại đối thoại Shangri-La rằng đối tượng nào muốn chia rẽ Đài Loan thì sẽ bị tan thành từng mảnh, cho thấy nanh vuốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lộ ra và có nguy cơ xâm chiếm Đài Loan. Nguy cơ này ngày càng lớn hơn, khoảng thời gian rất có thể là trong 2-3 năm tới, tức là từ năm 2025 đến năm 2027. Ngoài việc Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ 21 vào năm 2027, một yếu tố rất quan trọng khác là Hoa Kỳ. Bắc Kinh cho rằng giai đoạn trước năm 2027 sẽ là thời kỳ yếu kém nhất của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của Đài Loan Thời sự đến đây là kết thúc. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.